Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Chương trình thời sự tối nay, thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 12 sẽ có những thông tin chính sau đây. Hội thảo khoa học xây dựng và phát triển Hà Tĩnh dưới ánh sáng đề cương về văn hóa Việt Nam. Tổng kết trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Đoàn viên người lao động kỳ vọng vào Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Tắc trách trong thi công cao tốc Bắc Nam, nhiều diện tích đất sản xuất mất khả năng tiêu thoát nước. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Xây dựng và phát triển Hà Tĩnh dưới ánh sáng đề cương về văn hóa Việt Nam. Tham dự có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh. Tại hội thảo, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đã làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, các mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế và chính trị, vai trò của con người trong phát triển văn hóa. Việc vận dụng giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam trong xây dựng phát triển văn hóa con người Hà Tĩnh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, trong phát triển văn học nghệ thuật, giáo dục đào tạo, trong xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển văn hóa gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại trong tình hình mới. Từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp góp phần khơi dậy truyền thống, khát vọng cống hiến, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa con người Hà Tĩnh dưới ánh sáng của đề cương về văn hóa Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao Trường Chính trị Trần Phú trong việc tổ chức các hội thảo khoa học với các chủ đề liên quan đến định hướng, hiến kế các giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, góp phần quan trọng đưa lý luận triển khai vào thực tiễn. Đồng chí cho rằng Hà Tĩnh có tiềm năng lớn về văn hóa vật thể, phi vật thể. Tỉnh luôn quan tâm và xác định văn hóa là nền tảng cho sự phát triển. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị từ những nhận thức lý luận được làm rõ về vai trò ý nghĩa của văn hóa, hội thảo phải đưa ra bức tranh tổng thể về văn hóa Hà Tĩnh với những tiềm năng lợi thế, những vấn đề cần phát huy, nhất là yếu tố về con người để văn hóa là động lực, là nền tảng của sự phát triển. Trên cơ sở đó đưa ra chương trình hành động và cụ thể trách nhiệm của từng địa phương, các sở, ban ngành để phát huy văn hóa con người Hà Tĩnh, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Tại cửa hàng xăng dầu Thạch Đỉnh, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Giang Nam đã tổ chức lễ khai trương hệ thống cửa hàng xăng dầu tại Hà Tĩnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Báo Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Giang Nam là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương cấp phép, có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng. Còn ở Hà Tĩnh, hiện công ty có 10 cửa hàng trực thuộc. Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang đồng bộ hiện đại, kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong khu vực. Thời gian qua, công ty đã triển khai nhiều giải pháp cải tiến, đa dạng hóa phương thức bán hàng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo đầy đủ kịp thời các chủng loại xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, bình ổn giá cả trên thị trường. Thực hiện chiến lược kinh doanh, hiện nay công ty đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng tổng kho xăng dầu Giang Nam tại khu kinh tế Vũng Áng có sức chứa 60.000 mét khối với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Xây dựng văn phòng làm việc kết hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại đường Ngô Quyền, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng và một số dự án khác tại huyện Lộc Hà, Đức Thọ, Hương Sơn. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Trần Báo Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng và biểu dương những kết quả về sản xuất kinh doanh mà công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Giang Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ nhân viên công ty tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Đồng chí cũng tin tưởng đối với các dự án mà công ty đang triển khai xây dựng sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để đơn vị tiếp tục hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chiều nay, trường tiểu học Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên khởi công xây dựng sân bóng đá mini, tham dự có đồng chí Đặng Quốc Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên. Sân bóng đá mini trường tiểu học Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên được xây dựng trên diện tích gần 1.000 m2, trị giá khoảng 200 triệu đồng do quỹ Búp Sen Xanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính, thành phố Hà Nội và luật sư Phạm Danh Tín, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Hà Tĩnh tại thành phố Hà Nội tài trợ. Đây là công trình nằm trong dự án xây dựng 19 sân bóng đá mini cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên do quỹ Búp Sen Xanh tài trợ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 1 năm 2024, tạo không gian cho học sinh được chơi bóng đá bằng sân cỏ nhân tạo, đạt chuẩn ngay tại trường, góp phần giúp các em phát triển toàn diện. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang vừa tổ chức thảo luận các nội dung báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo, nghị quyết, dự kiến trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tham dự có đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, đồng thời đề nghị tỉnh cần xem xét nâng mức hỗ trợ tích tụ ruộng đất lên 30 triệu đồng một hecta. Vì hiện nay, theo nghị quyết số 51/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một hecta, quá thấp và không phù hợp với những vùng đặc thù ở huyện miền núi như Vũ Quang. Trong dự thảo nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 cần xác định lại phân chia khoảng cách lớn hơn. Nhiều đại biểu đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nghiên cứu bổ sung thêm giáo viên dạy trẻ nhóm từ 18 đến 36 tháng cho các huyện miền núi, cần quan tâm xem xét quy định thực hiện tự chủ tài chính ở Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng mức hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị, giống cây trồng vật nuôi cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có người khuyết tật, vì theo nghị quyết số 79/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh còn thấp nên dẫn đến các mô hình khó phát huy hiệu quả, khả năng thoát nghèo không cao, cần xem xét tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia học nghề. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại thành phố Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bầu tại thành phố Hà Tĩnh đề nghị tỉnh ưu tiên cân đối nguồn lực đối ứng các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, vốn ADB, có kế hoạch chuyển giao hệ thống kênh tưới N1.9 đoạn đi qua thành phố nhằm cải tạo, nâng cấp chỉnh trang phù hợp với đô thị, hỗ trợ kinh phí cho công tác chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu quan tâm. Các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu sẽ được tổng hợp trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh cũng vừa tổ chức thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Trên tinh thần xây dựng, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Kỳ Anh đề nghị cần có các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp. Đặc biệt, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng sản xuất, kênh mương nội đồng, đầu tư xây dựng kênh thoát nước ở các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao khu dân cư, có chiến lược phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã khi tham gia trên sàn thương mại điện tử, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cấp đất trái thẩm quyền trên địa bàn. Đoàn sĩ quan trẻ Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba do Thiếu tướng Marcelo Ferrez, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba làm trưởng đoàn đã đến thăm trao đổi kinh nghiệm với Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng Sơn Dương, đại diện Cục chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đón tiếp và làm việc với đoàn. Hai bên đã cùng nhau ôn lại truyền thống tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc, hai quân đội và thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng và khẳng định tiếp tục học hỏi giúp đỡ nhau, giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết vốn có. Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Marcelo Perez bày tỏ vui mừng khi được tới thăm, giao lưu với cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng Sơn Dương,
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Qua giao lưu, sĩ quan trẻ trong đoàn đã tích lũy được nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý. Trong chuyến công tác ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, đoàn rất vui mừng, ấn tượng khi nhận thấy sự phát triển vượt bậc của Việt Nam và ghi nhận tình cảm chân thành mà Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, quân đội Việt Nam đã dành cho đoàn. Chiều nay, Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có dự án khởi nghiệp xuất sắc. Tham dự có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau nhiều tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn được 45 dự án khởi nghiệp đăng ký dự thi trên nhiều lĩnh vực. Trải qua hai vòng thi sơ khảo và chung kết, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 10 dự án xuất sắc để trao giải và 6 dự án từ vòng sơ khảo để đề xuất đạt giải tiềm năng. Đây là những dự án có sự đổi mới sáng tạo, là những mô hình kinh tế mới có tăng trưởng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, nhiều dự án có tính khả thi cao, khai thác tiềm năng lợi thế và các sản phẩm chủ lực của địa phương, thể hiện sự tâm huyết, khát vọng khởi nghiệp sáng tạo của mỗi người dân Hà Tĩnh. Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất cho tác giả Hoàng Thị Cẩm Hà, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, với dự án nghiên cứu, sản xuất và phát triển viên đan nhung hươu đế vương Hồng Phúc, trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 6 giải tiềm năng cho các tác giả, nhóm tác giả. Tại thủ đô Hà Nội đang diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức công đoàn, là ngày hội lớn của đoàn viên công đoàn và người lao động trong cả nước. Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội, cán bộ đoàn viên người lao động Hà Tĩnh đã có những tâm tư kỳ vọng gửi đến đại hội. Nhiều cán bộ đoàn viên người lao động Hà Tĩnh đã bày tỏ mong muốn đại hội sẽ bầu ra được những cán bộ có tâm, có tài vào ban chấp hành để đưa phong trào tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm để đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động. Hiện tại, một số bộ phận cán bộ ngành y tế đang còn gặp nhiều khó khăn. Mong Công đoàn Việt Nam quan tâm nhiều hơn về đời sống vật chất tinh thần, các chế độ và chỗ ở cho cán bộ ngành y tế. Tôi mong muốn rằng các cái tổ chức công đoàn có thể tạo ra những cái diễn đàn hay là những cái buổi sinh hoạt chính trị để góp phần tăng về bồi dưỡng về công tác chính trị tư tưởng cho đoàn viên, để từ đó tạo điều kiện cho đoàn viên có cơ hội được tiếp cận giao những cái phần việc khó, việc mới để rèn luyện. Mong muốn của đoàn viên công đoàn đó là đại hội sẽ bầu ra các đồng chí vào ban chấp hành đảm bảo về trí tuệ, năng lực, phẩm chất, đạo đức và để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hoạt động công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển nhằm để chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động, và cũng mong muốn là đại hội cũng đưa ra được nhiều cái giải pháp thiết thực để chăm lo tốt hơn cho người lao động. Ở khối doanh nghiệp, cán bộ đoàn viên người lao động mong rằng các tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đề ra các giải pháp đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần, xứng đáng là vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Phụ nữ trong cái độ tuổi sinh sản thì sẽ được có những cái buổi tập huấn, các cái quan tâm nhiều hơn trong cái thời gian nghỉ thai sản, chứ có những cái chính sách khen thưởng con của người lao động về học tập, về các cái thành tích đạt được. Mong muốn là người lao động là quan tâm nhất là đi làm là vừa an toàn lao động vừa đồng tiền lương. Hàng năm phải có những cái chương trình tổ chức cho chị em là vui chơi giải trí. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 diễn ra đến hết ngày 3 tháng 12. Trong những ngày này, hàng triệu đoàn viên cả nước đang hướng về đại hội, gửi gắm niềm tin, đặt nhiều kỳ vọng vào đại hội sẽ có nhiều giải pháp đưa phong trào Công đoàn Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chuyển sang những thông tin khác, nhằm phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong tỉnh, năm 2024, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 17.400 tấn, tăng 550 tấn so với năm 2023. Trong đó, nuôi thủy sản nước ngọt 7.300 tấn, nuôi thủy sản nước mặn lợ 10.100 tấn. Để đạt sản lượng đề ra và tăng giá trị nuôi trồng thủy sản, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục quy hoạch chi tiết một số vùng nuôi tôm cá tập trung công nghệ cao, đồng thời khuyến khích các địa phương rà soát và chuyển đổi những diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả để cải tạo quy hoạch sang nuôi trồng thủy sản,
tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Lập phương án cải tạo hệ thống nuôi theo hướng công nghiệp và đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Tích cực áp dụng công nghệ nuôi mới, giống mới và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần, phục vụ nuôi trồng thủy sản. Với việc tập trung đa dạng hóa cây trồng vật nuôi và tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đến nay trên địa bàn huyện Vũ Quang đã có gần 2.000 mô hình kinh tế, thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Xác định nâng cao đời sống người dân là yếu tố then chốt trong xây dựng nông thôn mới, huyện Vũ Quang đã tuyên truyền vận động và có nhiều chính sách hỗ trợ để người dân phát huy lợi thế vườn đồi, phát triển cây ăn quả có múi và những giống con mới đưa vào chăn nuôi, đồng thời tích cực mở các lớp tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện Vũ Quang đã có gần 2.000 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động. Thời gian tới, huyện Vũ Quang sẽ tập trung liên kết với các doanh nghiệp, nhà phân phối, bao tiêu sản phẩm, tạo sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này các nhà vườn ở làng nghề Hoa Cây Cảnh Bắc Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, một trong những làng nghề trồng hoa lớn nhất tỉnh, đang tập trung chuẩn bị cho vụ hoa cuối năm. Làng nghề Hoa Cây Cảnh Bắc Sơn gồm các thôn Xuân Sơn, Đồng Vĩnh, Kim Sơn và Tây Sơn thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Cũng như các hộ trồng hoa cây cảnh ở làng nghề Bắc Sơn, những ngày này ông Hồ Sĩ Lưu luôn dành thời gian để chăm sóc vườn hoa. Sau một tháng xuống giống, vườn hoa của gia đình ông phát triển tốt. Bên cạnh các loại hoa truyền thống, nhiều giống mới đang được thị trường ưa chuộng đã được ông đưa vào trồng ở vụ hoa này. Tôi năm nào cũng cứ là hạ tuần tháng 9 âm lịch là bắt đầu xuống giống cúc. Thì mình phải tiến hành đổ điện, trong đó là mình phải đổ điện một tháng. Giai đoạn thắp ánh sáng này là giai đoạn cắn để cho nổ vào trực tết. Trước đấy thì cũng cứ làm đọa về làm phám, chứ là con dư mỡ rồng đó trong pha lế đấy, kim cương đấy, thế lán tím, thế gơ đỏ là những cái giống mới. Là hiện nay là trên thị trường người ta đang chuồng những cái giống đó. Cái nhà mang này, một cái nhà mang dự kiến nữa, là nhà tôi xuống giống là 50.000 cây. Vườn đào phai của gia đình bà Đào Thị Xuân năm nay được mở rộng thêm 4 hectare. Nhờ trồng và chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật, nên hơn 5.000 gốc đào phát triển tốt. Hiện nay gia đình bà đang tập trung chăm sóc để đào ra nụ và nở hoa vào đúng dịp Tết. Nó là sinh trưởng đẹp, nhưng mà dư mong bố nơi cái thời tiết đó. Đến Tết ăn lộ cho trùng dịp. Đến Tết thì người ta mua cái cành đào là phải trước tí nó phải là cái thể đẹp. Cái thể đẹp ngay thân hình là ngay. Cái tỏa cành là phải tròn, phải đẹp. Phải cắt tỉa cành thường xuyên rồi là cùng tráo dôi kiểu tráo dôi để gọt những cái cành tua xuống. Làng nghề Bắc Sơn có hơn 100 hecta trồng hoa cây cảnh. Những năm gần đây, các hộ dân đã từng bước được tập huấn nâng cao kỹ thuật, phương pháp chăm sóc, góp phần nâng cao chất lượng các loại hoa cây cảnh. Hiện nay trên địa bàn có hơn 70 nhà màng có diện tích lớn trồng các loại hoa nhằm hạn chế tác động của thời tiết, giúp chủ động trong quá trình sản xuất. Cây hoa trên các cái nhà màng của các hộ gia đình thì phát triển rất là tốt. Đấy là cũng là đánh giá được là một cây vụ hoa sẽ thắng lợi trong cái Tết năm nay. Cái diện tích hoa cây cảnh là tăng gấp 2 lần so với năm 2022. Đây là một cái mô hình trồng hoa ổn định kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập là nhằm là góp phần xây dựng trong cái nông thôn mới của xã nhà. Thổ nhưỡng phù hợp cùng với kinh nghiệm và kỹ thuật của người dân, các loại hoa cây cảnh từ làng nghề Bắc Sơn không chỉ phục vụ cho thị trường thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận mà còn được bán ở thị trường nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thời gian qua, trong quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, do sự tắc trách và thiếu trách nhiệm trong thực hiện cam kết của các nhà thầu khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp tại huyện Đức Thọ mất khả năng tiêu thoát nước, gây nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Mặc dù đã cận kề với vụ sản xuất lúa xuân, thế nhưng người dân thôn Thanh Trung, xã Thanh Bình Thịnh đang hết sức lo lắng, bất an vì cánh đồng già nạng rộng hơn 14 hectare đang đứng trước nguy cơ không thể canh tác. Nguyên nhân là do quá trình thi công đắp đất nền đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua cánh đồng này đã làm 3 tuyến mương tưới tiêu chính của cánh đồng bị vùi lấp, chia cắt. 3 cái hệ thống mương tiêu úng, trong đó có 7 hectare là liên quan đến tưới và 7,5 hectare là liên quan đến tiêu. Hiện nay tức là làm đường cao tốc đã tức là đổ đất lấp 3 cái hệ thống mương. Hiện nay nhân dân là đang còn hết sức lo lắng, chưa có cái hệ thống tưới tiêu để
đảm bảo cái nước để phục vụ cho cái sản xuất, cho nên nhân dân cũng chưa ra để mà làm cả cái khâu để sản xuất. Đáng lẽ ra được lúc mà nhà thầu thi công thì phải có các cái hệ thống cống tạm để phục vụ tạm thời cho nhân dân sản xuất trong cái thời gian tức là ở đang thi công. Còn đây là khu vực Bào Địa Hùng, thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ. Đã gần 3 năm nay, kể từ khi các đơn vị thi công triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, thì 4 hectare đất trồng lúa và hoa màu ở đây luôn trong tình trạng ngập úng, không thể canh tác. Trước đây ở thôn Tiền Thọ thì là một năm sẽ có 2 vụ đông xuân hè thu, họ sản xuất rất tốt. Nhưng mà qua 3 năm nay thì do dự án đường cao tốc đi qua cho nên làm nước không thể thoát được, cho nên tất cả các diện tích sản xuất là bị ảnh hưởng cả, họ không thể sản xuất được. Do đơn vị thi công là không làm cổng tiêu thoát nước, chỉ có làm cổng tạm cho gió lụt lốc rồi bùn quá trình đi lại là bị tắc. Được tình hình này thì địa phương đã phản ánh với huyện hay là các phòng ban chuyên môn, cũng đã có 3 buổi làm việc, tất cả các phòng ban và các đơn vị thì hứa cam kết thực hiện nhưng mà hiệu quả là chưa cao. Theo thống kê của chính quyền địa phương, trong quá trình thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam đã làm ảnh hưởng đến gần 100 hectare đất nông nghiệp tại hai xã Thanh Bình Thịnh và Yên Hồ. Trong đó nhiều diện tích đã phải dừng canh tác, bỏ hoang nhiều năm. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong quá trình thi công các hạng mục của đường cao tốc, các nhà thầu không thực hiện đúng phương án như cam kết, dẫn đến hệ thống thủy lợi trên địa bàn bị chia cắt, ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc dẫn nước tưới tiêu. Trong quá trình thực hiện thì một các cái nhà thầu, các cái một số công ty nhà thầu là thực hiện chưa là đảm bảo cái cam kết và cũng thiếu cái sự phối hợp với địa phương. Trong quá trình đổ lên đường thì đổ lên các cái hệ thống là giao thông thủy lợi thì đến nay là vẫn chưa có cái biện pháp xử lý. Chưa có biện pháp khắc phục. Mà vụ xuân 2024 là cũng đã cần kê rồi. Mà nếu tình trạng này là rất là gặp khó khăn cho địa phương. Cái nội dung này thì các cái đơn vị thi công cũng đã thường xuyên phối hợp, nhưng mà trong quá trình mà triển khai thi công thì vẫn còn có các cái tồn tại chưa xử lý kịp thời. Thì trong thời gian tới huyện xã sẽ tập trung để rồi phối hợp với các nhà đầu tư để xử lý kịp thời, đảm bảo cái tiêu thoát nước trong thời gian tới. Thời gian qua, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Vì vậy, chủ đầu tư, các đơn vị thi công cần phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các cam kết trong quá trình thi công, sớm khắc phục các hậu quả gây ra để đảm bảo đời sống dân sinh và sản xuất trên địa bàn. Tuyến đường qua thôn 1 xã Cẩm Lĩnh huyện Cẩm Xuyên có lưu lượng người qua lại khá đông. Tuy nhiên hiện nay dọc tuyến đường này, rác thải vứt bừa bãi và đang trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng với đủ loại như gạch đá, bê tông, ngói vỡ, vỏ sò. Điều đáng nói ở đây là khu vực này không nằm trong quy hoạch bãi đổ rác, nhưng người dân vẫn ngang nhiên vứt đổ bừa bãi, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm mất mỹ quan. Ủa nhiều mấy trường ở đó mai bữa chứ mà đi ăn cũng nhiều ở đó mai bữa cũng ít mà đi nhưng nhiều việc là mình đi ăn 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 chỗ đồ rồi nữa thì rồi cũng là giá đấy đồ rồi chứ bẩn số chứ trong láng xóm vẫn thùi hơn hối thùi chứ cảnh quán ở đây đẹp mà giữa dẫn đổ rác ở đây rất ảnh hưởng đến môi trường thì nhờ cơ quan thu dọn chu sạch xe để xe cộ đi lại khỏi ảnh hưởng. Mong muốn là chính quyền sớm thu dọn để khỏi ảnh hưởng đến cảnh quan của bờ biển Cẩm Lĩnh, cần có biển cảnh báo cấm đổ rác ở tại khu vực này để cho môi trường xanh sạch đẹp hơn vì đấy là địa điểm du lịch. Đã nhiều lần người dân phản ánh nhưng tình trạng vứt rác thải tùy tiện ở đây vẫn chưa được chính quyền địa phương quan tâm xử lý dứt điểm. Điều đáng nói, bãi tập kết rác thải trái phép này gần với khu vực dân cư sinh sống và neo đậu tàu thuyền đánh bắt cá. Vì vậy, nếu địa phương không có biện pháp xử lý dứt điểm các bãi rác tự phát trên tuyến đường đi qua thôn 1 xã Cẩm Lĩnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đi lại và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Hà Tĩnh hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.